Ngay đầu giờ phiên họp, lãnh đạo Sở Y tế báo cáo với các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp. Tính đến sáng 17 tháng 5, toàn tỉnh có 29 ca dương tính tại cộng đồng. Trong đó, ca dương tính thứ 29 ở xã Đại Tập, huyện Khoái Châu là F1 của bệnh nhân 3.168. Cách ly tập trung từ ngày 8 tháng 5, xét nghiệm lần 3 dương tính. Để tránh trường hợp lây nhiễm chéo, ngành y tế đã chủ động truy vết khoanh vùng và đưa các trường hợp F1 cùng phòng với F0 đi điều trị cách ly tại Bệnh viện nhiệt đới Hưng Yên. Hiện toàn tỉnh thực hiện cách ly trên 15.000 người, có trên 11.000 người được tiêm chủng vaccine COVID-19. Tiếp đó, cuộc họp đã thông qua và xem xét một số báo cáo tờ trình về đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, ban hành quy định về giải thưởng văn học nghệ thuật Phố Hiến, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục Đào tạo, sát nhập đổi tên một số phòng chuyên môn Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu ngành y tế cần tăng cường hướng dẫn về chuyên môn cho các địa phương, biện pháp truy vết, khu cách ly tập trung, tiến hành giãn cách người cùng phòng càng xa càng tốt. Sau khi phát hiện ra F0 thì F1 cùng phòng cách ly cần lấy mẫu xét nghiệm hàng ngày để ngăn chặn lây nhiễm chéo. Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, rà soát lại khu vực cách ly của tỉnh, của huyện để từ đó bố trí cách ly phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh. Tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch, hạn chế tối đa đi khám bệnh tại các bệnh viện, trừ trường hợp bệnh trọng. Khi đi khám bệnh tại bệnh viện về, phải áp dụng biện pháp cách ly tại nhà. Cùng với đó, các cơ quan địa phương cần chủ động chia sẻ thông tin để phát hiện sớm và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, tăng cường tuyên truyền kiểm tra công tác phòng chống dịch và tiến hành xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19. Đối với đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định đây là nội dung quan trọng xuyên suốt nhiệm kỳ 5 năm nên cần tập trung vào mục tiêu vừa nâng cao đời sống của nhân dân, vừa thực hiện tinh thần khát vọng của Đảng bộ và nhân dân tại Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Các huyện, thành phố tiếp tục rà soát các cái thủ tục hành chính liên quan đến đơn vị mình, các khó khăn vướng mắc cần phải nêu rõ, cần phải giải quyết, cần phải có sự phối kết hợp, cần phải tháo gỡ để đề nghị báo cáo đề nghị ban tỉnh đối với lại các dự án ngân sách và ngoài ngân sách, giao cho lực lượng công an vào cuộc xác minh làm rõ các đối tượng đầu cơ đất đai để nâng giá để mua thoát bằng, tạo ra khó khăn phức tạp cho công tác giải phóng mặt bằng của các nhà đầu tư khi đề nghị đầu tư. Sau khi có đề án được duyệt, các ngành và các huyện thành phố đều phải xây dựng kế hoạch cho ngành mình, cho địa phương mình và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy, hội đồng nhân dân dự thảo soạn thảo quy chế đẩy mạnh phân cấp phân quyền để giảm thiểu các thủ tục hành chính, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư thực hiện các vốn ngân sách.